Động bay lắc bán ma túy ngay trong bệnh viện tâm thần Trung ương 1, giám đốc bệnh viện không hay biết. Sáng nay ngày 1 tháng 4, tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội, nhiều người dân, người nhà bệnh nhân bất ngờ khi hay tin, công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại bệnh viện. Trước đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, tối ngày 31 tháng 3 cho biết rằng, qua đường dây nóng bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bệnh nhân tâm thần, cải tạo phòng bệnh thành phòng cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Bộ yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội, có văn bản báo cáo nhanh, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên trách làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Có con trai bị bệnh thần kinh điều trị tại bệnh viện đến nay đã nhiều năm, ông Nguyễn Văn Ca, 67 tuổi, quê Hà Tĩnh cho biết bản thân vô cùng ngỡ ngàng khi biết sự việc này. Vì phòng bệnh không có tivi, ông lại không hay đọc báo nên sáng nay mới nghe người dân bàn tán xôn xao. Ông Ca cho rằng không thể chấp nhận khi trong bệnh viện lại xảy ra tình trạng sử dụng, mua bán ma túy. Đáng nhẽ lãnh đạo bệnh viện phải phát hiện ra từ lâu rồi mới phải, ông Ca nói. Người đàn ông bày tỏ cảm ơn khi lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá án thành công, bởi thực sự nếu tình trạng này không bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm đối với những người nhà cũng như những người điều trị tại bệnh viện, ông nói. Bà Trương Thị Đê, 65 tuổi, quê Hà Nam, chăm sóc chồng tại bệnh viện bức xúc khi xuất hiện vụ việc mua bán, sử dụng trái phép ma túy ngay trong phòng bệnh. Đây là hành động phá hoại cuộc sống của nhiều người, khiến không ít hoàn cảnh rơi vào cảnh nghiện ngập. Đáng lẽ ra, sự việc phải được phát hiện từ lâu, bà Đê nói. Theo bà Đê, chồng bà cao tuổi già yếu ở cách xa khu vực có phòng bay lắc ma túy nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đối với những gia đình có bệnh nhân trẻ, việc này nếu không phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Xã hội lên án mạnh mẽ việc mua bán trái phép chất ma túy trong bệnh viện. Những người bệnh đã mang trên mình bệnh tật, nếu nghiện ngập nữa thì người thân sẽ ra sao? Bà Đê nói thêm. Một người dân có con gái điều trị tại bệnh viện chia sẻ, hôm trước thấy công an đến quay chụp khu vực tổ chức nơi mua bán sử dụng ma túy thuộc phòng phục hồi chức năng của bệnh viện. Sau khi báo chí đưa tin chúng tôi mới biết. Con tôi điều trị khác khu vực này, tuy nhiên nhìn thấy vụ việc trên cũng vô cùng lo sợ vì con đi tập thể dục thường xuyên ở đó. Tôi mong các cấp chính quyền xem xét xử lý dứt điểm tình trạng này, người này cho biết. Trước đó tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cầm đầu. Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11 năm 2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt. Tận dụng lợi thế này, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong bệnh viện. Quý cùng đàn em mời bạn bè, thậm chí cả gái dịch vụ đến để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả cán bộ của bệnh viện. Ngoài ra, Quý cũng sử dụng đây làm nơi để giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy. Về việc đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo phòng bệnh thành nơi để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, lãnh đạo bệnh viện từ chối trả lời và nói rằng sẽ thông tin cụ thể sau. Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, cơ quan công an đã thực hiện kế hoạch phá án. Ngày 20 tháng 3 năm 2021, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983, trú thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1974, trú phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội. Nguyễn Trung Nguyên, sinh năm 1983, trú xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội. Nguyễn Công Thường, sinh năm 1986, trú xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Lê Hoàng Hải, sinh năm 1995, trú tại Ba Đình, Hà Nội. Các đối tượng bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ hơn 6 kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1986, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Vũ hiện là kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Qua test nhanh, Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.